sắp khởi nghiệp kinh doanh nhưng mà vẫn ráng lo có đối thủ phá, phá cả giá. Bạn có sợ không? Đừng sợ, đã có mình đây. Dù kinh doanh Facebook hay là các sàn Shopee, TikTok thì không ai tránh được. Nhưng mừng là vẫn có cách giúp bạn không phải lo với cái hiện tượng phá giá đó nữa. Đó là cái gì? Mọi người biết chưa? Toàn bộ video lần này thì mình sẽ chỉ cho các bạn một vài cách để bạn xử lý. Hi, chào bạn, mình là Đặng Tuyết. Thì có một bạn nữ vừa hỏi mình, bảo là chị ơi, em đang ở trong cái giai đoạn là chuẩn bị kinh doanh, vừa đăng một cái sản phẩm test thì thấy là có máy shop phá giá sâu luôn. Thì đó là phá giá. Thì có một vài trường hợp bạn làm như sau. Trường hợp 1, đối với người mới. Người mới chưa bán gì, nếu mà có đủ kiến thức á, thì luôn có một cái lợi thế rất lớn so với những người đang kinh doanh. Đó là nhìn thấy được những vùng phá giá, tức là những vùng nào mà cạnh tranh á, thì né ra, và có thời gian để tìm ra được cái vùng xanh ít cạnh tranh thì nhảy vào. Là như thế nào? Mình ví dụ, bạn nhớ là mình ví dụ một cái sản phẩm để bạn xem và bạn bắt chước theo của bạn nhé. Ví dụ, bạn có một cái dự định là bán bỉm trẻ em, nhưng mà khi mà bạn tìm hiểu á, chỉ cần gõ cái từ bỉm thôi là bạn sẽ thấy hiện lên bao nhiêu là thương hiệu luôn. Và đặc biệt là khách khi mà họ mua, họ cũng vào kiếm các hãng bỉm có thương hiệu này nhiều hơn. Chỉ cần gõ một thương hiệu trên Shopee thôi là bạn sẽ thấy quá trời shop đang bán, quá trời lực bán, giá cả cũng loạn xì ngầu nữa, chứ chưa nói đến những cái thương hiệu còn lại. Thì mẹo là từ cái giá nhập, bạn nhìn vào cái giá bán lẻ ở trên này là bạn biết đó có phải là vùng cạnh tranh gắt gao về giá bán hay không. Thì với bước đầu nhìn ra được cái vùng cạnh tranh như vậy, lúc mà chọn sản phẩm bạn né ra là bạn né được cái tình trạng phá giá sau này rồi. Bước tiếp theo là mình nói tiếp mà thấy thiếu thiếu cái gì đó ta. À, thiếu like của các bạn. Hãy like video và comment cho kênh nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều. Bước tiếp theo là chúng ta lại tiếp tục điều chỉnh sản phẩm ngách khác. Ví dụ, cũng là bỉm nhưng mà bạn thấy là ngoài bỉm dành cho trẻ em còn có bỉm cho người già thì sao? Người già ở Việt Nam mình hiện tại là hơn 16 triệu người. Gần 70% là có tình trạng sức khỏe yếu và khoảng 22% là phải nằm viện trong vòng 1 năm qua. Những con số này cho bạn thấy là cái thị trường bỉm cho người già cũng không tệ. Bán bỉm nào chả là kiếm tiền. Thế là bạn sẽ bắt đầu lên Shopee nghiên cứu. Bạn thấy bỉm người già chưa quá nhiều nhà bán lớn như là bỉm trẻ em, cũng chưa có nhiều shop làm chỉnh chu. Trong kinh doanh thì bạn cứ nhớ cho mình là mèo trắng hay mèo đen, miệng bắt được chuột là được. Bán gì cũng được, miệng kiếm ra tiền là được. Từ đó bạn sẽ xác định khởi đầu từ vùng xanh, thì bạn sẽ làm chỉnh chu ngay từ đầu thì chẳng sợ phá giá sau này. Đương nhiên, chọn sản phẩm thôi thì chưa đủ. Sản phẩm tốt chỉ là một cái khởi đầu tốt. Bạn còn rất nhiều những công việc khác sau này nữa. Tí nữa đến phần sau thì bạn sẽ biết luôn. Còn cái trường hợp 2, nếu mà đã bán một thời gian rồi mà người khác nhảy vào bán phá giá thì sao? Em sẽ hạ giá xuống chơi khô máu với nó luôn. Thế là phá giá chứ còn gì nữa. Hạ xuống bán rẻ là phương án dễ dàng nhất ngày nay mà mình thấy ai cũng làm. Nhưng mà mình thấy nó khá là tiêu cực. Xử lý sau đây. Ví dụ cái sản phẩm chủ lực của bạn bán là cái quần boxer nam 125.000. Nhưng mà có ông bán đồ thời trang nam lại chuyên dùng cái quần boxer đó để mà chạy flash sale với giá là 95.000 làm mồi để mà kéo traffic, lấy khách vào để khách đặt thêm những cái sản phẩm khác ở trong shop. Thế là cái sản phẩm chủ lực của shop mình lại là cái sản phẩm kéo traffic của shop người ta, đúng không? Vậy thì bạn có thể xử lý bằng cách thứ nhất là làm hình ảnh khác đi thì sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề. Làm hình ảnh sao để mà khách dễ mua thì mình có hướng dẫn nhiều cách rồi. Gần nhất thì bạn có thể tìm xem lại cái video này ha. Tiếp theo là bạn lựa thêm cái quà tặng như là tất vớ này, keo bút tóc cho khách. Tặng gì thì tùy bạn thôi. Hoặc là bạn sẽ làm theo cái cách này, đó là tạo combo 3 cái hoặc là 5 cái với giá ưu đãi hơn. Ví dụ một cái bạn bán là 125.000 thì bạn bán combo là 3 cái là 297.000. Nhớ là tạo combo theo các mẹo ở trong cái video này nha, thì hấp dẫn khách chi thêm tiền túi ra đó. Còn đối với những ông cạnh tranh trực tiếp 1-1 với mình thì sao? Cái sản phẩm chính của họ cũng là cái sản phẩm chính của mình thì xử lý như thế nào? Bạn biết là thứ gì dẫn bạn về nhà đúng đường là gì không? Đó là mục tiêu. Mục tiêu của bạn khác, hướng đi của bạn sẽ khác và sẽ cho kết quả khác. Mình ví dụ, mục tiêu của những người bán phá giá là giành lấy nhiều khách hàng về phía mình hơn.
hay nói theo cái từ chuyên môn là chiếm thị phần á. Thị phần bạn hiểu nôm na là thị là thị trường, là cái miếng bánh tròn nguyên si này. Phần là bạn chiếm bao nhiêu phần trong cái miếng bánh này. Và họ phá giá bất chấp để có được càng nhiều khách hàng càng tốt. Còn bạn, mục tiêu của bạn là có lợi nhuận. Mục tiêu của bạn khác thì bạn kệ những người phá giá này đi. Nên là đừng lo lắng. Lo chứ chị, lo người ta lấy hết khách của mình chứ. Đừng lo, vì sao? Đừng lo, hạ giá thấp xuống để thu hút người mua, chỉ mang về nhiều doanh số. Doanh số tức là chưa trừ các chi phí hàng bán bạn nhé. Mình biết có nhiều người bán cả ngàn đơn, khoe doanh số cao nhưng mà trừ chi phí đi thì lại lỗ, kêu bằng gồng lỗ. Nhìn hào nhoáng đó chứ mà lúc ngồi tụ tập nhậu nhẹt á thì méo mặt lắm. Nên là càng duy trì lâu thì lại càng chết. Vì bán hàng nghìn đơn thực đấy nhưng mà không thấy tiền lời đâu. Mà càng kéo dài á, thì cái chi phí nhập hàng này, chi phí nhân viên, chi phí thuế phải đóng, đau đầu rồi lại sinh ra cấu bẳn. Ai mà càng to, nhân viên càng nhiều á, thì lại càng đuối. Gần đây mọi người có để ý là báo chí nói là các xưởng sản xuất sa thải nhân sự nhiều, đúng không? Nên là chiến thuật đi bán phá giá có dùng nhưng mà mình dùng ít thôi. Dùng lúc mà clear giọng kho. Và điểm thứ hai, một người mà hạ giá bán rẻ thì họ sẽ không vui vẻ gì khi mà xử lý các vấn đề về đổi trả này, hoàn hàng, bảo hành. Bởi vì tâm lý họ nghĩ rằng là đã bán rẻ thế rồi mà còn đòi hỏi này nọ. Thế là họ đối đáp với khách hàng với cái thái độ khó ưa luôn. Nhưng đây chính là cái điểm lợi thế. Bạn bán giá cao hơn, chăm sóc khách hàng tốt hơn, chính sách đổi trả hàng dễ chịu, đưa ra những cái điểm lợi thế đó lên hình ảnh này, mô tả này, video các kiểu. Và cái thứ ba, bán rẻ thì sẽ thu hút cái tệp khách hàng thích rẻ. Những khách hàng thích rẻ phục vụ rất cực các bạn ạ. Đi xử lý những cái đánh giá xấu rồi hoàn đơn đổi trả rất là cực. Thà mình bán giá cao hơn, bán cho tệp khách hàng xịn, đỡ mệt hơn. Cái thời gian đó mình dành cho gia đình. Như cái sản phẩm bán giá luôn cao hơn đối thủ. Thậm chí là mình còn không cả thèm đăng ký cái dịch vụ free ship extra gì luôn. Phí cố định mình vẫn phải chịu mà khách hàng họ vẫn thích mua của mình. Có những cái sản phẩm mà mình bán một cái, lời bằng đối thủ họ bán hai cái. Nên là bán như thế nào hay là bán cái gì, lúc đầu đều là do bạn chọn hết. Nếu mà đã đi sai từ đầu á, thì làm sao? Thì khó sửa lắm, mà cứ để đó bán tiếp. Đồng thời là bạn sẽ làm một cái shop khác, làm luôn cho đúng ngay từ đầu. Nếu bạn muốn làm đúng ngay từ đầu, để khỏi mất thời gian á, thì bạn có thể đăng ký tham gia chương trình học kinh doanh sàn thương mại điện tử từ A tới Z này của mình. Bạn đăng ký học rồi làm cho bài bản. Link đăng ký thì mình sẽ để ở dưới phần mô tả hoặc là phần bình luận nhé. Nhìn đối thủ phá giá thì bạn chú ý mục tiêu là lợi nhuận, để những việc bạn làm mọi thứ sẽ xoay quanh việc cho ra lợi nhuận này. Vậy con đường tạo ra lợi nhuận là con đường nào? Chúng ta sẽ sang phần tiếp theo. Những bạn mà sợ đối thủ phá giá đa số là những bạn mà vẫn phụ thuộc vào cái luồng tìm kiếm hoặc là từ quảng cáo từ sàn. Mà bạn biết là cái luồng traffic ở bên trong sàn á, là họ không biết shop nào là shop nào cả. Họ thấy shop nào giá cả hợp lý, có số bán, có đánh giá đủ làm họ tin tưởng là họ mua. Thế nên nếu mà bạn chỉ phụ thuộc vào một cái nguồn traffic này, đối thủ nhảy vào hạ giá bán xuống để mà cạnh tranh với bạn á, là bạn sẽ thấy cái số bán của bạn giảm xuống liền. Vì thế có một khái niệm trong đầu tư mà bạn hay nghe, đó là không ai bỏ trứng vào một giỏ cả. Thì trong kinh doanh không ai phụ thuộc vào một luồng traffic cả. Đó là lý do bạn cần có thêm nguồn khách hàng từ ở bên ngoài sàn, tức là traffic ngoài sàn á. Luồng traffic khách hàng này khác so với luồng ở bên trong sàn, là bạn hoàn toàn tạo dựng được mối quan hệ với họ, kết nối với họ qua những kênh Facebook này, YouTube này, Instagram, TikTok này. Khi bạn dẫn luồng khách hàng từ những nơi này á, dù gì thì họ cũng biết bạn là ai, cũng có cảm tình với bạn trước đó thông qua những gì mà bạn đã làm trên những cái kênh này. Bạn làm tốt thì đôi khi là họ mua hàng vì yêu quý bạn chứ không phải là vì giá nữa. Trong giới hạn cho phép thì mình sẽ chia sẻ trong video này hai kênh ngoài sàn mà bạn nên áp dụng hiện tại. Thứ nhất đó là Facebook. Thì bạn có thể tạo dựng một cái fanpage video reel để mà kéo khách hàng vào sàn. Vì Facebook đang mở luồng reel cho những nhà sáng tạo để mà cạnh tranh trực tiếp với TikTok, thì bạn làm reel á, nó sẽ dễ lên hơn. Làm fanpage thì nó có 3 hướng. Thứ nhất là bạn sẽ làm fanpage cộng đồng, cùng chung một cái sở thích, một cái chủ đề nào đó, rồi bạn sẽ bán những cái sản phẩm liên quan sau. Ví dụ, fanpage hướng dẫn về nấu ăn á, thì bạn có thể bán những cái gia vị nấu ăn này, dụng cụ làm bếp này. Loại thứ hai là bạn làm fanpage
phần bán hàng luôn. Tức là cứ lên video là có sản phẩm, đụng luôn vào những cái nhu cầu sử dụng sản phẩm luôn. Ví dụ như những cái sản phẩm kiểu như thế này. Vì xôi thịt nên là dạng fanpage này, cái tính kết nối với khách hàng á, nó sẽ kém hơn kiểu thứ ba, đó là fanpage mang chính cái tên bạn. Tại ra kinh doanh á, thì bạn đừng có ngại show cái mặt bạn ra, vì trông mặt vậy chứ, nó cũng giúp bạn kiếm ra tiền lắm đó. Vậy, show mặt ra rồi thì bây giờ nên làm nội dung gì đây? Bạn có thể làm nội dung theo kiểu là review sản phẩm này, hoặc là đóng tiểu phẩm 2, drama, hoặc là chia sẻ kinh nghiệm. À, chia sẻ cho bạn một cái tip nữa, đó là khi mà kéo khách về sàn á, thì bạn nên dùng link affiliate. Thì dù khách không mua sản phẩm của bạn á, mà mua của người khác á, thì mình cũng được chút hoa hồng, kiếm lon nước uống. Còn một kênh nữa, kênh này bạn sẽ dùng để chăm sóc khách hàng cũ. Nhưng mà thôi, các bạn đợi mình làm phần 2 nhé. Rồi, mình cứ thấy mấy ông đối thủ ngành hàng mình phá giá thì mình kệ sừ đi. Ông nào kéo dài, chịu không nổi thì lại tăng giá lên ấy mà. Nên là chọn phá giá hay là chọn xây dựng shop theo cái hướng bền vững thì đều là do bạn chọn. Thành công là kết quả đến từ những cái sự lựa chọn của bạn. Lựa chọn tốt thì sẽ cho bạn kết quả tốt. Còn lựa chọn sai, bạn mất thời gian, tiền bạc và cả tinh thần, nhưng mà có được một cái bài học xương máu. Bạn có đang kinh doanh sản phẩm gì hay là đang gặp khó khăn nào? Hãy để lại bình luận ở bên dưới video nhé, để xem là mình có giúp được gì cho bạn không nha. Ấn đăng ký kênh và nhấn luôn quả chuông ở bên cạnh nếu mà bạn muốn nhận thêm nhiều kiến thức hơn nữa về kinh doanh trong những cái video tiếp theo ha. Ok, hẹn gặp lại bạn trong video tiếp theo nha. Bye bye.